Hello, chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh channel của mình. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn rút tiền từ cái app mà mình gửi cho các bạn nhé. Đây là cái app xem video kiếm tiền các bạn nha. Hiện tại là mình đã gửi yêu cầu rút tiền rồi. Thì đây, nhân hai cái tài khoản của bạn. Hệ thống giữ thanh toán của mình ngày nữa. Tất cả các thanh toán này nhân 2 tuần, nghĩa là mình hiện tại đang có là 1.821 đô. Mình sẽ để lại trong hệ thống là 14 ngày, tổng số tiền của mình sẽ được nhân 2 các bạn nhé. Đây là mình thanh toán bằng ví Momo của mình các bạn nhé. Hiện tại là mình sẽ chờ cái phê duyệt rồi cái tài khoản mình rút các bạn nhé. Đây, đợi người ta duyệt các bạn nhé. Nếu mà mình nhấn nhân 2 tài khoản thanh toán này thì cái app sẽ giữ cái web kiếm tiền, thì giao kiếm tiền là sẽ giữ thanh toán của mình trong cái hệ thống là 14 ngày. Nếu mà mình đồng ý thì mình nhấp nút bên dưới, mình sẽ được sử trên net 28 và khoản thanh toán này sẽ nâng cấp lên là nhân đôi. Nhưng mà mình không muốn nhân đôi các bạn nhé, mình rút luôn các bạn nhé, cứ chờ phê duyệt các bạn. Thì mọi người yêu thích video của mình, để lại cho mình một like, một đăng ký, một chia sẻ. Thì nếu mà cái video này, cái web này mà rút tiền thành công thì sẽ giúp được rất nhiều người muốn kiếm tiền online trên điện thoại di động của bạn nhé. Chỉ cần mỗi ngày thì web sẽ cho mình 3 cái video mình kiếm tiền online. Thì mỗi cái video thì tùy có từ 1 đô đến 30 đô các bạn nhé. Đó, thì mình đã sử dụng cái video này. Còn video này tầm cái web này là tầm gần 1 tháng các bạn nhé. Bây giờ mình mới đủ cái người giới thiệu ấy, mình đủ người giới thiệu thì mình mới rút các bạn nhé. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi video của mình. Gặp lại các bạn trong video tiếp theo của mình, video rút tiền thành công các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong video của mình.